nó đi tầng 3 xuống. Tưởng tượng chờ nghe tiếng, tưởng tượng chờ tao. Warping back. Đi có shield trên đầu anh nè. Được. Anh này nha Hiếu, coi chừng trên này nha. Có thằng trên đầu anh. Biết con gì mà nãy đập thẳng đâu luôn rồi. Đúng, spot được. Đây. Ủa? Hình như trên đây một đứa, hình như trên đây một đứa đó. Mới spot rồi đó. Nó đang coi cam rồi, nó đang coi cam rồi. Đủ mắt sao bắn hay vậy? Cái này gọi là... Thấy anh à, thấy anh à. À, đây. Ờ... Đầu luôn á. Huy, 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 cầu thang ở đây, cầu thang ở đây. Nó cạnh nè, nó đi xuống cái này nhìn nó đang bắn anh, tới bắn anh. Cạnh cạnh cầu hàng đó nha, cạnh cầu hàng đó nha. Nó này đứng có một đứa vào đó. Anh Hiếu chết đằng sau, anh Hiếu chết đằng sau, anh Hiếu chết đằng sau rồi. Rồi rồi, anh đang đi chạy rồi. Nó đang cạnh, nó đang coi camera, nghĩa ra đập cửa luôn. Rồi rồi. Anh không có coi. Nó đang gắn mấy cửa, gắn mấy cửa, cửa, cửa mà cửa bên tay phải hết đây rồi. Nó vô rồi, nó vô rồi. Để nó ra ngoài. Ừ, em ngồi đó, em cạnh đi xuống. Nó vô rồi, nó vô rồi, nó ra ngoài, nó ra ngoài. Nó vô rồi, nó vô rồi. Rồi, thấy rồi, thấy rồi. Rồi, rồi. Phòng kế bên rồi. Nó đang chạy vô xuống rồi đó. Em đừng rời vị trí đó, em cứ nhìn cái cầu hàng nó đi. Nó chạy vô rồi, không thấy nó luôn. Nó bên này à. Nè, nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Chạy con kêu nha, ở dưới lòng mày rồi. Con kêu à. Rồi, em chết rồi. Thằng chả chỗ không quay, thằng chả chỉ không có con kêu. Ui sao nó, ui nó sao đây nó nè, đây, đây nè. Nó dưới thằng chả nó đục lên được 3, đục xuống được 3. Đó, nó chạy đó. Nó này, này, nó cầu thang anh, nó canh nó là. Nó bỏ ngọn ở trên nè. Ờ, nó đó, nó đó. Đó. Ui, quái cái đó. Nó đứng nó phiêu hoài luôn. Đứng nó phiêu vô. Em đục vài cái là được rồi, em đừng tự đổi chỗ đó làm gì. Cần gì bom. Trời. Em không cần bom là em cũng đã canh. Em bắn một cái nhẹ là cái cục gỗ nó rớt ra là em canh được cái cầu thang rồi. Cần gì bom. Deploying sensor heartbeat everywhere. Mấy cái IQ này. Nó đi đủ quá 4 năm thằng ở đây luôn ba. Ê Hiếu, Hiếu, Hiếu 4 năm thằng ở đó luôn Hiếu chừng. Ủa? Ủa? Thằng bắn kìa. Em bắn được thằng thằng Glass rồi đó. Nice. Mà sao gục luôn rồi. Chừng bên ông nha Hiếu. Cái cửa ngay đường chính á, nó có một con đang đục cửa. Đây, đồ đó có thiệt ba. Lebron 13, Lebron 13. Nằm nè. Đây thì nằm. Dạ, dạ, đó, đó là Lebron 13 nè. Thì anh biết, anh nhìn nó biết là Lebron 13 rồi. Chứ là... Có thiệt, có thiệt. Má nó đập cửa nhìn ngầu ghê luôn. Được không Hiếu? Lát game hả luôn, lát game hả luôn. Lát game
nhắc em sạch luôn. Con game. Nếu mà em thấy ai á, em cứ spot nó một tiếng sau anh chạy. Chứ đừng có kiểu như sợ không spot á. Sợ nó rồi không spot thì mình lỗ về sau. Đập rồi cứ spot đi, đúng rồi con. Nếu mà em tiết kiệm của... Nghĩa slay, nghĩa có đập được cái này không Nghĩa? Ở đâu được đập luôn. Đập được chứ, đập được thế. Đập được hầm á. À không, cái đó hình như là nó hình như được. Được như thế này được. Đi hầm hay đi nào được không? Đi này cũng được. Để đập dọn cửa cho mình em đi. Rồi vô đi. Đập đập một cái là... cái em chết luôn rồi. Đâu sao chết được. Ồ ghê. Thế mà hay phòng ăn trên đầu có thằng này. Nó được rồi vậy? Hành lang hay là phòng ăn? Rồi đó. Đã nghe có câu trả lời đó. Reloading, cover me. Giờ rút quá tò mò cho nên rút đã trả giá bằng sống. Đừng tò mò. Kiểu như rút dưới một mạng chưa đủ. Muốn ra làm highlight để biết cái kiểu giết lần 5 mạng như đó. Kiểu spawn kill lần 5 mạng. Này thì vô cái. Mất nha con. Ê, quay, nằm bên phải. Bên phải có thằng nha. Gì rồi chết rồi, bắn cái đầu nó rồi. Vô cái mất luôn rồi. Ê, cô phế rồi. Bắn hết luôn rồi. Ê, chạy. Ê. Ban đít còn khoảng chừng ban đít khoảng còn 40 máu à. Yếu lắm rồi. CNCN, there's a guy. Đợi tí, đợi tao tí. Rồi má. Tôi biết nào phá của mày luôn á. Đúng rồi, em canh cái cầu thang á mèo. Ừ, nãy nó bắn anh như đó, nhưng mà anh nghĩ chắc vô phòng dis. Vô phòng rồi. Đó, bên đây bạn anh đó. Trap, bắn gì okay. Nó nãy bị đi lùi xuống. Inside objective one guy. Em còn drone không? Thải đi. Không, nó bắn bẻ, Stay back. Đợi đá anh kia xuống đi. Đó đó, đứng lên nhắc nó. Nice. Rồi từ từ, khoan, đút đầu vô, xóa rồi. Trong góc luôn nè. Đó, xóa rồi đó, nó xóa rồi đó. Trong góc luôn. Không phải, cái đường tranh ngủ sao biết gì vậy? Chạy ra ngoài, anh láng rồi, anh láng lắm luôn. Rồi em không nghe tiếng hả? Trời, nó chạy ra ngoài hành lang luôn á ba. Em mà nãy em nhắc đừng nói ngoài hành lang là thắng rồi. Nó chạy vô trong lại rồi. Ở đâu rồi? Chạy vô trong lại rồi. Bảy. Không, bên nó trái em có cái lỗ á. Chạy ra bên này. Đây, nó chạy ra lang. Biết rồi, từ từ, đang nghe tiếng. Không, công nhận. Phải nói là xử lý của em hơi chậm. Nhưng mà phải công nhận là cái số em nó hên thiệt luôn á. Số em hơn lắm luôn. Biết nó bóc lại rồi, đâu có lần hai được, phải đợi từ từ. Đúng, còn giờ em nhìn nó là nó thấy em chứ đâu, em đâu thấy nó. Ở ngoài sáng trưng à. Ừ, đó vậy mới nói. Sao này nó cứ ao xong. Sao cái dù, ơi, sâu rồi, cầu hàng, bèo spot rồi đó bạn. Cầu chừng cầu hàng đó, nó mới bắn rồi đó. Này nghĩ là nào? Capital nè. Ơi, trong phòng. Chạy ra chỗ anh đi bên. Trong phòng bên đối diện anh nè. À. Bên phải em á. Phòng đó là trong phòng một thằng á. Vô bắn luôn. Không bắn. Dis. Hiếu về. Phòng tôi có rồi Hiếu. Trong phòng đó, một thằng đó. Trong phòng này, tôi hết máu rồi, vô bắn gì mình. Rồi, go bay. Nó bên.
Gia Thảo đi, Gia Thảo đi, để cho nó Gia Thảo đi. Ủa, dưới nó gì vậy? Không, anh không biết, em không biết. Nếu nó vô trong rồi, chết cha rồi. Ở trên rồi, ở trên rồi, ở trên rồi, ở trên rồi. À, ở trên nó chạy xuống không đi. Vô hai điếu. Nguyên chỗ con gì gờ một thằng. Tăng tính lên. Mẹ nó vừa thấy luôn, nó chạy rồi. Stair lầu, lầu 2 nha, lầu 2 nha. Dạ có gì rồi cả. Lầu 2 stair. Con con. Đi lên đó. Con này thì nó không có bắn được bạn nào. Ui. Cái đây là hiếu. Do thằng nào cầm kill đó bắn hết. Nó bom bê vậy đấy, không biết. Anh nghĩ là sẽ có người canh nó quá trời. Thua nữa rồi. Rồi xong thua rồi. Team may thua rồi. Giờ gì? Sao chân hết được. Mấy giờ gặp ngay anh lại có mấy phim này, phim mất mẹ cái làm cuối cái camera rồi giờ không có đường vô. Em có cần còn cái camera không? Ây đừng chết, đừng chết nữa. Bắn thật, bắn thật. Đệm tới, đệm tới, đệm tới camera nè. Rảo rảo quanh khu này. Một chân này. Đừng xót, đừng xót, cứ nhìn thôi, nhìn thôi. Cứ nhìn thôi, đừng xót, không được. Rồi thấy rồi, thấy rồi. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Kìa nó kìa, nó kìa. Ở trên còn thằng nè. Ở trên lầu, trên lầu, trên lầu anh. Rồi rồi. Ây, trời má nó chạy ra bắn nó rồi mà. Im. Trời. Sensor activated. Reloading. Device prime. Keep an eye on door.
Tụi nó trên nóc trên đầu cái phòng của em luôn á. Nhảy xuống nè. Một thằng nhảy xuống nè. Đầu mất tiêu rồi. Lâu. Sôi ngoài cái hồ này không thấy ai hết rồi. Nóc nhà một thằng. Nó sạc xì hoài vậy trời. Nói là ác xì đó đéo tập trung. Nó vô rồi, nó vô phòng rồi. Bự vậy má. Trời, nóng nhà bên em hết luôn á. Nó biết chỗ rồi. Lên cầu thang. Thì banana mẹ nó. Xuống rồi, chạy xuống ngược rồi. Mẹ nó. Sao rồi, bên kia rồi. Rồi em giết nó rồi, em. Em giết cái thằng trong phòng kia rồi. Bên anh thấy trống vắng quá. Ôi, cầu thang á nha. Ủa em thấy nè, em bắn rồi nè. Ôi, nó ngay chỗ anh nè. Bỏ ngoài, ngoài góc bên ngoài á. Em thấy luôn. IQ đâu. Ừ, đúng rồi. Nice. Mà em chết. Còn tí xíu máu rồi, lồng bèo còn tí xíu máu rồi. Bèo đã có highlight. Nó bất ngờ luôn. Bất ngờ. Nó khóa mẹ cái cửa luôn rồi. Xuống đâu vậy? Ừ, ba thằng trong sai hết luôn á, có chừng 7 á, 7 à. Quay xuống đi, quay xuống này, 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 quay. Trong sai hết luôn. Này, 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 ném, ném cục đi. Trong sai hết luôn. All inside. Nếu biết có 7 không thôi. Ô, quay xe nào, quay. Đâu vậy? Trời đủ má nó thục cho cái. Ngay đầu luôn chứ, nằm luôn. Nó ngoài anh nghĩa. Bên kia kìa. Để chạy vô rồi, nó chạy vô canh rồi. Lộn nó thấp lắm, máu thấp chút xìu. Thấy nó không chạy ra ngoài được đâu, tại vì cửa nó không. Quy này. Chết. Mẹ nó còn 30% máu chứ mấy. Nice. Nãy gì mà chạy không bắn con.
mail biết luôn. Em vừa mới bị bắt tiệt. Không thế. Đi xem là phải đồng bắn làm sao mà lại ash được. Nó phản xạ gọi là gì ta? Bình sẽ cô nó có câu gì inhuman reaction. Nếu ăn đạn thì là có trước mặt có ăn ê chó. Mày rớt ở đâu mày rớt xuống vậy? Trong phòng đó có ê chó nha. Rồi ngay chỗ chút có thằng cái gì rồi đó. Camera ở đâu vậy? Đây nè. Nó dưới cái phòng này nè. Tháo cục ra đi Huy, tháo chưa? Chưa đây nè. Đứng đứng phiêu anh nha ba. Anh đang đứng ngay đó em mà phun một cái là chết liền luôn á. Là đi mẹ là hy mọi hy vọng đều tắt hết luôn á. Em có bom không? Em có bom không? Gì vậy? Cô bị gì vậy? Cầu dưới em có bom không? Đặt đi. Đặt ngay cầu hang này nè, nhanh nha. Nó cao lắm, nó ngồi trong phòng này nè. Đặt ngay cầu hang này. Nó đang trên lầu, trên lầu mấy ơi. Trên lầu ngay gần trên trần á. Cứ đặt bom đi, đặt bom đi. Em đặt đi, đừng có tìm nữa. Trời ơi, người cửa kìa. Nghĩ sao vậy bồ? Nghĩ hay mẹ rồi. Một camera rồi. Không, camera nhìn ám tài bãi đó. Cửi. Cái câu mà sắp tới cần bồ ở Mỹ là anh hiểu tiếp theo là nên camera đủ cái này rồi. Tốt nào mấy anh chơi. Sau khi mà xích nó được thổi hợp Mỹ, anh nghĩ là camera cũng là được thổi hợp Mỹ với Frost. Mẹ tự bóp mình luôn. Frost nữa mà. Frost giống như là bị gì vậy? Sorry Huy. Huy không. Còn chỗ đó nè em, nhanh chọn 4 nha. Chỗ nào? Nè, cái gì vậy ta? Lẹ, có chuyện nó không. Huy. Ôi chết mẹ. Hay lắm. Cái con mẹ mày bao. Hay lắm. Em làm gì? Con mẹ mày bao. Em làm gì nói vậy ba? Em làm gì? Cứu nó mà. Ủa sao cứu nó là sao? Điểm mẹ rồi. Chân nó xong rồi cho nó chết mà. Con điểm chó. Nhưng mà em vô tình nhắm ngay đầu đó hả? Con điểm chó. Không. Chỉ vì một lúc ba nhã mà bắn thêm một viên nữa mà. Cũng chính rồi. Được mẹ mày hay lắm. Ủa sao mấy mày đồ vậy? Tại thích. Ôi, mèo. Nhỏ đi. Ờ, kìa, nhỏ đi.
anh cảm thấy hoang mang. anh cảm thấy hoang mang. Đúng. Lầu trên lầu trên lầu trên lầu trên lầu. Hai thằng hai thằng. Hay chưa? Má giờ đánh đốt nữa chứ mới đâu. Còn thằng nữa, còn thằng nữa. Ôi vừa lừa các bạn. Ơi một thằng lết rồi, một thằng lết rồi, một thằng lết rồi. Rồi. Đủ ngon, ba thằng luôn. Hai thằng luôn chứ đâu. Ba thằng luôn. Giết cái ai lại. Op 4 is securing the container. Đi vô phòng rồi. Này mà thắng là ấy xuống. Kêu mất máu. Má trăm máu luôn. Ở ngoài quá. Ở ngoài bên cửa sổ bên cạnh anh đó. Hay luôn. Sao vậy bồ? Ace mẹ luôn đéo ngờ luôn, đồ mà đéo mất chinh. Đéo mất chinh vì bị địch mà đồ mất chinh vì bồ. Đéo ngờ chết mẹ, nói vì bồ gì. Đó là cao điểm quá.